nói rằng là mẹ nó cũng mấy hôm thời gian đó thì nóng nó chị ít bất thân nóng nhá nó thì chị lại cho chúng ta sửa hành vi thì cái căn không nên gì thì không ra cái sự đóng nóng nhá thì chị trong là chị thấy là khá rõ và vốn là khá Thank you.
那永远的梦也不可逾越了。除了一下一换笔，妹妹就不要再做梦，就持续搞下去。